Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thông tin chính sách và pháp luật của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định số 208 ngày 29 tháng 2 năm 2024 phê duyệt đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đề án đặt mục tiêu chung là phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng bền vững tài nguyên rừng, tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, người dân miền núi, người làm nghề rừng và người dân sống gần rừng, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử truyền thống, danh lam thắng cảnh và tri thức bản địa của cộng đồng địa phương, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng. Một trong những mục tiêu cụ thể của đề án là phát triển bền vững nguồn cung nguyên liệu gỗ thông qua việc tổ chức thâm canh, mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn để đảm bảo chủ động cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ, góp phần nâng cao năng suất giá trị của rừng trồng và giá trị gia tăng của ngành chế biến gỗ, phấn đấu sản lượng gỗ nguyên liệu khai thác trong nước đáp ứng tối thiểu 80% vào năm 2030 và 100% vào năm 2050 nhu cầu nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến gỗ, 100% gỗ và sản phẩm gỗ có sử dụng nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu và tiêu dùng trong nước. Giá trị lâm sản ngoài gỗ dược liệu được chế biến tăng gấp 1,5 lần so với năm 2020 vào năm 2030 và tăng gấp 2 lần vào năm 2050. Giá trị xuất khẩu lâm sản ngoài gỗ dược liệu được sản xuất dưới tán rừng chiếm tỷ trọng từ 10 đến 15% vào năm 2030, 25% vào năm 2050 trong tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu lâm sản. Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất nông lâm ngư kết hợp hiệu quả bền vững trên cơ sở khai thác tiềm năng lợi thế của từng vùng, từng địa phương gắn với phát huy có hiệu quả tri thức bản địa nhằm nâng cao giá trị gia tăng từ rừng, tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ. Đến năm 2030, giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác được gia tăng từ 20% trở lên ngoài giá trị gỗ rừng trồng.